Theo tên từ ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương, đồng chí đại tướng Phùng Quang Thanh, sinh năm 1949, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, nguyên phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã từ trần sau một thời gian lâm bệnh. Mặc dù được Đảng, nhà nước, tập thể các giáo sư, bác sĩ tận tình cứu chữa, gia đình hết lòng chăm sóc, nhưng do bệnh nặng, sức yếu, đồng chí đã từ trần vào hồi 3 giờ 45 phút ngày 11 tháng 9 năm 2021 tại nhà riêng. Lễ viếng, lễ chi điệu lễ an táng đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh sẽ được thông báo sau. Đồng chí Đại tướng Phùng Quang Thanh sinh ngày 2 tháng 2 năm 1949 tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Đồng chí là Ủy viên Trung ương Đảng khóa 9, 10, 11, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 10, 11, đại biểu Quốc hội khóa 11, 12, 13. Đồng chí được thăng quân hàm Đại tướng tháng 7 tháng 2007. Đại tướng Phùng Quang Thanh là vị tướng trưởng thành qua chiến đấu, phát triển từ chiến sĩ lên đến bộ trưởng, từ binh nhì lên đại tướng. Cuộc đời binh nghiệp của ông là một tấm gương sáng về tinh thần chiến đấu anh dũng, kiên cường, ý chí và nghị lực vươn lên. Từ điển Bách Khoa quân sự Việt Nam đã khái quát một số thông tin về sự nghiệp của ông như sau. Trong kháng chiến chống Mỹ, từ 1967 đến 1971, ông trưởng thành từ chiến sĩ đến đại đội trưởng thuộc tiểu đoàn 9, trung đoàn 64, sư đoàn 320A, chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị, Nam Mào. Tháng 6 năm 1971, Ông được cử đi học tại trường sĩ quan lục quân, năm 1972, ông là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9, trung đoàn 64, sư đoàn 320B, quân đoàn 1. Tháng 8 năm 1974, ông là học viên của học viện Lục quân. Từ năm 1977, ông giữ chức tham mưu trưởng trung đoàn, trung đoàn phó rồi trung đoàn trưởng trung đoàn 64, sư đoàn 390, quân đoàn 1. Tháng 12 năm 1983, Ông là phó sư đoàn trưởng phụ trách sư đoàn trưởng sư đoàn 390 rồi sư đoàn trưởng sư đoàn 312, quân đoàn 1. Năm 1989, ông được cử đi học tại Học viện Vỡ Lò Xì Liên Xô. Năm 1990, ông là học viên Học viện Quân sự cấp cao. Năm 1991, ông giữ chức sư đoàn trưởng sư đoàn 312, quân đoàn 1. Tháng 9 năm 1993, ông là phó cục trưởng cục tác chiến bộ tổng tham mưu. Tháng 6 năm 1995, Ông là cục trưởng cục tác chiến bộ tổng tham mưu. Tháng 8 năm 1997, ông được cử đi học tại Học viện Chính trị Quân sự. Tháng 12 năm 1997, ông là Tư lệnh Quân khu 1. Tháng 5 năm 2001, ông được bổ nhiệm giữ chức Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 10 của Đảng, năm 2006, ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và Phân công làm Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương, nay là Quân ủy Trung ương. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng năm 2011, ông tiếp tục được bầu vào ban chấp hành Trung ương Đảng, được Trung ương bầu vào Bộ Chính trị và phân công làm Phó Bí thư Quân ủy Trung ương. Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 13, Đại tướng Phùng Quang Thanh được Quốc hội phê chuẩn tiếp tục làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 13, Quốc hội phê chuẩn Chủ tịch nước miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng với những chiến công và công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của đảng sự phát triển trưởng thành của quân đội đảng nhà nước đã phong tặng ông danh hiệu cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân huân chương chiến công hai hạng nhất một hạng nhì một hạng ba huân chương kháng chiến hạng ba